Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Usport Channel. Sau cái sự thành công của Yoga Bola 190424TF mới đây thương hiệu Yoga Bola đã cho ra đời một cái bộ sưu tập mới là Tropical với một bộ đồi đầy cá tính là Yoga Bola 9018 và 9019. Đây sẽ là con bài chiến lược của Yoga Bola trong cái giai đoạn cuối năm nay. Và trong video lần này, hãy cùng đến với những cái đánh giá chi tiết về một trong hai mẫu giày đó. Đó là đôi giày cổ cao đầu tiên của Yoga Bola, đôi 9018. Điều đầu tiên chúng ta có thể nói về đôi Yoga Bola 9018 này, đó là thiết kế bên ngoài của nó có tính hiện đại hơn nhiều so với những người anh em trước đây. Các họa tiết màu sắc sặc sỡ được phối chuyển sinh động và tạo ra một cảm giác tràn đầy năng lượng. Đối với cảm nhận trên chân thì dù vẫn giữ một bộ form thon và suôn tương tự như bộ 90424, tuy nhiên trọng lượng của đôi 9018 này lại có phần nặng hơn. Ở size 41, đôi giày nặng 515g. Có thể giải thích rằng vì đây là một mẫu giày cổ cao cho nên nó sẽ phần nào nặng hơn những cái đôi giày cổ thấp thông thường. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng cũng là một đôi giày cổ cao nhưng đôi Crow 32 của Camito nó lại nhẹ hơn rất nhiều. Vậy thì theo quan điểm cá nhân của mình thì mình cho rằng Yoga Bola đã tập trung để chú trọng đến nâng cao trải nghiệm cho cái mẫu giày này ở một cái phương diện khác, thay vì tập trung vào cái trọng lượng nhẹ giống như là những cái mẫu giày trước đây. Vậy thì đâu mới là cái điểm mạnh nhất trên đôi giày này? Chúng ta hãy đến với lớp da phần upper. Nó sử dụng chất liệu microfiber, nhưng theo cảm nhận của cá nhân mình thì lần này Yoga Bola đã mang tới đôi 9018 một lớp da dày hơn và bền chắc hơn. Bề mặt sử dụng các đường vân dập nổi hình thoi đan xen để tạo cảm giác bóng tốt. Điều này cũng đồng thời đem đến cái sự đầm chân và chắc chắn hơn cho người mang. Cảm giác từ các đường truyền sẽ có phần thoải mái và chính xác hơn với Yoga Bola 9018, đặc biệt là cự ly trung bình và các đường truyền ngắn. Phần upper này cũng mang đến một cảm giác bóng ấn tượng, từng va chạm bóng và dây dắt đều rất chuẩn xác. Đối với lực sút thì do phần da hơi dày nên chúng ta sẽ cảm thấy không thực sự thoải mái khi thực hiện động tác úp mu, lực sút ít nhiều bị hạn chế. Một cái mẫu giày mà có trọng lượng không được nhẹ cho lắm lại cộng thêm một cái lớp da dày giống như vậy thì đáng lẽ ra nó sẽ khiến cho những cái bước chạy của chúng ta trở nên bớt cái sự linh hoạt hơn. Tuy nhiên rất may là Yoga Bola đã mang đến một cái mẫu cổ thun được gắn liền với phần lưỡi gà này rất là chắc chắn. Chính vì vậy thì những cái bước chạy của chúng ta sẽ trở nên chắc chắn và gọn gàng hơn. Chiếc cổ thun này được vuốt lên cao ôm đến mắt cá người mang. Trên bề mặt thì có xuất hiện hai cái mảng lỗ nhỏ ở hai bên mắt cá. Dù không hoàn toàn là phần lỗ trống, tuy nhiên nó cũng phần nào giúp cho cái cảm giác bí bách ở trên chân được giảm bớt đi ít nhiều. Tuy nhiên thì chiếc cổ này cũng làm cho cái việc mang giày lần đầu gặp đôi chút khó khăn. Tuy nhiên thì ở những cái lần mang sau thì nó sẽ có đôi chút giãn ra và sẽ thoải mái hơn. Cái phần gót giày thì Yoga Bola 9018 có trang bị miếng định hình gót. Nó sẽ giúp cho gót chân của người mang được bảo vệ tốt hơn, đồng thời thì những cú đánh gót cũng sẽ uy lực và độ chuẩn xác cao hơn. Phần mũi giày của Yoga Bola 9018 thì không có cải tiến gì so với những cái mẫu giày trước đây. Nó bè, nhọn và diện tích tiếp xúc bóng hơi hẹp. Cái lực trích bóng là mạnh, tuy nhiên độ chính xác thì sẽ không quá cao. Mặt đế ngoài thì Yoga Bola 9018 sử dụng các đinh tròn kết hợp với vân xương cá tạo độ bám cũng như là hỗ trợ dừng đột ngột hiệu quả. Vòng tròn pivot point cũng xuất hiện để giúp các pha xoay chuyển trở nên linh hoạt hơn. Mặt đế này có độ bám ổn định và giữ thăng bằng hiệu quả. Các động tác phê bóng bằng gầm giày cũng tỏ ra khá ấn tượng. Tóm tắt lại thì Yoga Bola 9018 là một cái bước chuyển mình khá là ấn tượng của thương hiệu Yoga Bola. Với một cái hướng đi mới hơn cho đôi giày của mình, họ đã sử dụng chiếc cổ cao và đôi giày lần này cũng đã chú trọng nhiều hơn đến sự chắc chắn bảo vệ đôi chân của người mang, cũng như là cải thiện cái khả năng truyền bóng hơn là tập trung vào cái trọng lượng nhẹ và cái khả năng kiểm soát bóng tốt giống như là những cái mẫu giày trước đây. Và đó là tất cả những cái đánh giá của mình về mẫu giày mới lần này của Yoga Bola. Và sẽ còn một nửa nữa của cái bộ sưu tập lần này bọn mình sẽ giới thiệu đến các bạn trong cái video tiếp theo. Và đừng quên là để lại những cái bình luận của các bạn ở bên dưới về cảm nhận về mẫu giày này, cũng như là có bất kỳ thắc mắc nào thì bọn mình sẽ cố gắng để giải đáp cho các bạn. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận thông báo mỗi khi bọn mình có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.